chương 17 Khi Abram được 99 tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng Ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn. Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá bội. Ram bèn sắp mình xuống đất. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là abraham nữa nhưng tên ngươi sẽ là abraham vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc ta sẽ làm cho ngươi sinh sản rất nhiều làm cho ngươi thành nhiều nước và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra ta sẽ lập giao ước cùng ngươi và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời ấy là giao ước đời đời hầu cho ta làm đức chúa trời của ngươi và của dòng dõi ngươi ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ tức toàn xứ canaan làm cơ nghiệp đời đời vậy ta sẽ làm đức chúa trời của họ đoạn đức chúa trời phán cùng abraham rằng phần ngươi cùng dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia sẽ giữ sự giao ước của ta mỗi người nam trong vòng các ngươi phải chịu phép cắt bì, ấy là giao ước mà các ngươi phải giữ, tức giao ước lập giữa ta và các ngươi cùng dòng dõi sau ngươi. Các ngươi phải chịu cắt bì, phép đó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Trải qua các đời, mỗi người nam trong vòng các ngươi, hoặc sinh đẻ tại nhà, hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang, chẳng thuộc về dòng giống ngươi, hễ lên được 8 ngày rồi, đều phải chịu phép cắt bì chớ khá bỏ làm phép cắt bì cho ai sinh tại trong nhà ngươi hay đem tiền ra mua về. Sự giao ước của ta sẽ lập đời đời trong xác thịt của các ngươi vậy. Một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. Người đó là kẻ bội lời giao ước ta. Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, Còn Sarai, vợ ngươi, chứa gọi là Sarai nữa, nhưng Sarah là tên người đó. Ta sẽ ban phước cho nàng. Lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai. Ta sẽ ban phước cho nàng. Nàng sẽ làm mẹ các dân tộc. Những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra. Abraham bèn sắp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng, Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi mà sinh con được chăng? Còn Sarah tuổi đã chín mươi sẽ sinh sản được sao? Abraham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Chúa chi Ismael vẫn được sống trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời bèn phán rằng, Thật vậy, Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Isaac. Ta sẽ lập giao ước cùng nó để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó. Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ismael. Này, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sinh sản và thêm nhiều quá bội Người sẽ là tổ phụ của 12 vị công hầu và ta làm cho người thành một dân lớn. Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng y sát. Độ khoảng này năm tới, Sarah phải sinh cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Abraham ngự lên. Chính ngày đó, Abraham bắt Ismael con trai mình và hết thảy các người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua về mà làm phép cắt bì cho y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Và khi Abraham chịu phép cắt bì thì đã được 99 tuổi. Còn Ismael con người khi chịu phép cắt bì thì được 13 tuổi. Cũng trong một ngày đó, Abraham và Ismael chịu phép cắt bì và mọi người nam trong nhà hoặc sinh tại đó hoặc đem tiền ra mua nơi người ngoại bang đồng chịu phép cắt bì với người.